Nếu các bạn đang quan tâm đến một chiếc xe tải nhẹ không phải mang thương hiệu xe Đông Ben mà nó mang một cái thương hiệu xe khác là xe Kenbo, trả trước chỉ từ 40 triệu đồng. Mời các bạn hãy xem video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một cái thương hiệu xe cũng đang hot ở trên thị trường. Đó chính là những chiếc xe của thương hiệu xe Kenbo. Trước mắt các bạn là một cái chiếc xe tải nhẹ của Kenbo với trọng tải 990 kg. Thì cái sản phẩm này hiện tại đang rất hot ở trên thị trường, hot nhất là ở những cái vùng như là ngoại ô của thành phố. Và chúng ta dù sử dụng các cái sản phẩm này để vận chuyển các cái lượng hàng hóa chỉ khoảng 1 tấn. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hiện tại trên thị trường đang rất nhiều người chú ý tới. Bởi thứ nhất là với mức giá vô cùng hợp lý, thứ hai là về cái hiệu năng sử dụng, và thứ ba là các cái công suất sử dụng của cái sản phẩm này hiện tại đánh giá trên thị trường là một trong những cái xe tải nhẹ mà có giá trị tốt nhất ở trên thị trường. Thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn biết được cái sản phẩm này. Trước mắt các bạn là cái sản phẩm Kenbo tải có trọng tải là 990 kg. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía trước này, cái logo Kenbo nó rất là nổi bật ở trên như này, được in nổi dập 3D sáng, mạ chrome như thế này. Ở đây là một cái logo của Kenbo khác, cái logo này là logo hai cái cánh. Như các bạn để ý rằng ở trên thị trường mà ở trên đường mà chúng ta nhìn thấy cái logo này thì nó là logo của Kenbo. Chúng ta vẫn có một cái thiết kế là cái đầu xe nó hơi nhô ra như thế này để chứa các cái cục lóng điều hòa phía trước, cũng như là các cái hình thức như là nước làm mát cũng như là nước rửa kính ở phía trước này. Chúng ta có một hệ thống đèn đèn pha, đèn cốt bằng halogen. Chúng ta có đèn xi nhan bằng halogen ở phía trên như này, nhìn rất giống một con đầu, nhìn rất giống đầu một con cáo. Chúng ta có hệ thống đèn cầm ở đây, chỗ bắt biển ở đây. Ok, mình sẽ đi sang cái phần hông cho các bạn xem có gì đặc biệt không nhé. Chúng ta sẽ có cái tên sản phẩm được in ở bên ria hông như này, được dán đề can thôi, với cái chữ là TK B990, trọng tải là 990 kg. Chúng ta sẽ nhớ là như vậy. Thì cái sản phẩm này chúng ta sẽ có khóa điện và khóa cơ. Khóa điện như thế nào mình sẽ cho các bạn xem qua. Đây là cái khóa điện của cái sản phẩm này, đây là chiếc chìa khóa cơ này. Chúng ta có thể sử dụng chìa khóa cơ để mở ở đây, hoặc chúng ta có thể sử dụng chìa khóa điện. Thì cái sản phẩm này sử dụng cái bộ máy 1.3 của Hiệp hội Máy Trung ương Trung Quốc. Đây là một trong những cái bộ máy mà mình đánh giá rất là cao. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong 5 năm hay là 7 năm hay là 10 năm cái sản phẩm này, các bạn không lo lắng quá nhiều về cái chất lượng về máy của cái sản phẩm này. Vẫn có cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4 ở trên cái sản phẩm này. Với cái sản phẩm mà mình vừa trao đổi với các bạn thì cái sản phẩm này trả trước thì chỉ từ 40 triệu đồng mà chúng ta sẽ có một cái xe với cái thùng đuôi bạc như thế này. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy các cái thông tin mà nhà sản xuất đã dán lên đây. Xe tải Kenbo 990 kg, động cơ 1.3, trợ lực lái, khóa cửa tự động, kính điện, điều hòa 2 chiều chính hãng, và giá tại nhà máy là 186.900.000. Đó. Đây là một trong những cái sản phẩm mà có một mức giá vô cùng hấp dẫn. Các bạn không thể bỏ qua nếu các bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải nhẹ trọng tải là 990 kg. Ok, ở đây là chúng ta có một cái khe để chứa đồ đây. Các bạn sẽ nhìn đây là khe để chứa hộp đồ. Nó không có ắc quy ở đây. Ắc quy thì cái sản phẩm này là đặt ở trên thùng xe, ở trên phía ghế lái. Chúng ta có hệ thống nhíp gánh với 5 lá rất là to bản như thế này. Đấy, các bạn có thể nhìn. Nhíp gánh để cho phép các bạn chở trọng tải lớn và độ bền xe các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng trong thời gian dài. Lốp của cái sản phẩm này là lốp Việt Nam và lốp có xăm, lốp gai, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Lốp lớn, lốp to bản với cái la răng rất là la răng với cái 4 chấu ốc để bắt lên như thế này. Chúng ta có hệ thống thùng xe dài là 2m6, rộng là 1m4 và cao là 1m5. Thì cái sản phẩm này sẽ phù hợp với rất nhiều đối tượng khách hàng. Chúng ta có thể với cái kích thước xe như thế này và cái trọng tải xe như vậy, chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này để di chuyển trong những cái con ngõ hẹp, ngõ nhỏ mà không gặp vấn đề gì. Chúng ta có thể lấy cái thùng, chất lượng thùng thì chất lượng chassis vẫn giống như các cái sản phẩm của các hãng nổi tiếng khác như Hyundai hay là Kia, chúng ta không thể so sánh được vì chất lượng chassis nó vẫn giống nhau. Ở đây chúng ta có cái logo Kenbo này.
hệ thống đèn hậu và đèn xi nhan sau này. Chúng ta vẫn có một cái logo Euro 4 được dán ở đây. Ok, bây giờ mình và các bạn sẽ cùng xem qua nội thất. Vì đây là một cái sản phẩm của thương hiệu xe Kenbo, nên cái ngôn ngữ thiết kế của Kenbo nó cũng khác so với những cái sản phẩm hiện tại có trên thị trường, mà trực tiếp là những cái sản phẩm mà mình bán đến từ thương hiệu xe Đông Ben. Chúng ta sẽ có một cái nội thất để mình khởi động cái máy này. Khi mở máy lên thì các bạn mặc định rằng vì cái sản phẩm này chỉ có một quạt điều hòa. Quạt điều hòa là quạt cục nóng đằng trước ạ. Nhưng khi các bạn mở cái quạt này ở cái số 3 hoặc là số 2 thì các bạn sẽ thấy là tiếng khá to. Nhưng mở số 1 thì các bạn sẽ thấy nó hoàn toàn ok, không có vấn đề gì cả. Chúng ta có một cái hệ thống nội thất một màu thôi. Với hệ thống cái hiển thị về các cái thông số, các cái vòng tua máy, cái tốc độ nó rất là đẹp như thế này. Chúng ta có hệ thống FM radio, cần số 5 số tiến, 1 số lùi. Chúng ta có kính điện, trợ lực lái điện. Chúng ta có điều hòa 2 chiều, tất cả mọi thứ cơ bản dành cho những bác tài xế là đầy đủ. Phanh tay, ghế thì hiện tại sản phẩm này có sử dụng ghế lỉ, nhưng các bạn có thể tùy chọn bằng cách là dùng ghế da. Bên mình cũng có cái tùy chọn để dùng ghế da cho những khách hàng mà người ta có nhu cầu. Ở phía chân thì chúng ta sẽ có cái chân ốc lỉ như này, đằng sau là hoàn toàn kín. Ok. Với cái sản phẩm xe Kenbo, xe tải nhẹ của Kenbo trọng tải 990 kg, chúng ta có một cái sản phẩm có một cái bộ máy dung tích là 1.3, có cái công suất là 65 kW, ở cái vòng tua là 5.600 vòng/phút, và chúng ta có cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 6.5 lít cho 100 km vận chuyển trên đường trường. Như vậy thì mình đã giới thiệu qua cho các bạn một trong những cái sản phẩm xe tải nhẹ hiện tại rất là đang hot ở trên thị trường. Nếu các bạn quan tâm về cái dòng sản phẩm này hoặc là có câu hỏi nào về dòng sản phẩm này, mời các bạn để lại comment ở bên dưới video hoặc gọi cho số điện thoại của mình là 0987773322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.